Hello, xin chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay em sẽ test một con 231S này cho một bác khách. Bác khách này ở Đồng Nai anh em nhé. Con này thì hiện tại em đang bán với giá là 1.300.000 đồng. Thì con này thì bác ghép xuống âm ly thôi, rất là đơn giản. Và hôm nay em cũng sẽ hướng dẫn anh em là ghép nối và sử dụng con này luôn. Con này thì nó có rất nhiều chức năng hay anh em nhé, rất nhiều chức năng hay. Anh em lưu ý con này là hàng loại 1 anh em nhé. Hàng loại 1 là cái chất lượng của nó rất là tốt. Đó, Quân cứ để xuống đi. Để xuống. Đó, con này thì anh em có thể thấy là nó có 31 cần một cây anh em nhé. Các cần này của nó rất là khít này. Cứ rất là khít luôn anh em nhé. Không long lay gì cả. Đó. Ở đây là ga của nó. Ngoài ra thì nó có lao này. Lao cắt và Ranger anh em nhé. Ranger này là tăng biên độ dài tần. Còn lao cắt này cắt những giải âm trầm, âm thấp đi anh em nhé. Chắc là nó sẽ cắt tả giải từ đến 50Hz. Nó sẽ cắt lên anh em nhé. Lao cắt thì nó sẽ cắt bớt cái ù. Cái bộ dàn nhà mình mà nó bị ù ấy, thì anh em sử dụng con này cắt ù thì rất tốt luôn anh em nhé. EQ bypass là không sử dụng nó. Đó, con này thì chất âm của nó rất hay. Và anh em có thể, con này thì nó có rất nhiều các kiểu ghép khác nhau. Đấy, bác khách này thì có sử dụng âm ly. Nhưng mà nếu mà anh em sử dụng vang ấy, thì ghép sau con vang thì nó sẽ có thể là xử lý chống hú ngay trên con lọc này được anh em nhé. Xử lý chống hú, giảm hú ngay trên lọc. Ví dụ là anh em có thể phát hiện là cái giải 2K bị hú đúng không ạ? Thì anh em có thể kéo cái giải 2K xuống thì nó sẽ giảm hú cho mình. Đấy, kéo cái giải 2K xuống thì nó sẽ giảm hú. Đấy anh vậy, kéo cái giải 2K xuống thì nó sẽ giảm hú cho anh em. Đó, ví dụ hú ở giải 8K thì anh em kéo 8K xuống. Còn những giải 10K không hú thì chúng ta có thể tăng lên. Đấy, để cho tiếng nó bay chẳng hạn. Đấy, đấy là đơn giản thôi. Đấy là anh em ghép sau vang anh em nhé. Nhưng mà anh em cần phải có kỹ thuật một chút thì anh em mới biết được cái giải tần nó hú. Còn bình thường anh em sẽ ghép trước vang. Nhưng mà bác khách này dùng âm ly này cũng hay ghép trước vang, trước âm ly. Và đây em sẽ ghép trước cái cục đẩy kia anh em nhé. Và là mặt sau của con này. Mặt sau của con này thì nó sẽ là có hai cổng out và hai cổng in anh em nhé. Có nghĩa là ở đây chúng nó sẽ có hai kênh, kênh 1 và kênh 2. Đây là input này, chúng ta có thể sử dụng Canon này, Canon được cắm vào. Và input đây chúng ta có thể sử dụng 6 ly cắm vào anh em nhé. Output cũng vậy, output thì chúng ta có thể sử dụng 6 ly và sử dụng Canon luôn, vì hai cái cầu này nó thông nhau anh em nhé. Và con này thì như anh em đã thấy rồi, nó là hàng loại 1 anh em nhé. Hàng loại 1 thì nó sẽ có một cái tem ở bên dưới, có rất nhiều tem bên cạnh này. Tem rốt. Và cuối cùng ở dưới nó cũng có một cái tem rốt nữa. Đấy anh em nhé. Con này thì hàng loại 1, chất lượng nó rất là tốt. Rồi Quân có thể lắp ghép vào con này đi. Ghép cùng với của nó này có cái quyển hướng dẫn sử dụng đấy. Thì anh em có thể sử dụng cái quyển này. Tặng thêm một cái dây. Và đầy đủ dây rắc cho anh em nhé. Đấy, ghép nối đầy đủ. Anh em nào dùng cục đẩy thì sẽ tặng Canon. Và anh em nào không dùng cục đẩy thì em sẽ tặng 6 ly và AV cho anh em. Đó, ghép nối rất đơn giản thôi và lên nhạc cho anh. Đó, lên nhạc. Đó, đây lao cắt đây, có thể sử dụng lao cắt. Đó, hoặc Ranger bình thường, Ranger ấn hoặc Ranger cho nó mạnh anh em nhé. Đó. Anh em muốn tăng giảm âm lượng ga chúng ta có thể tăng giảm trên đây. Nhạy anh em nhé, chỉ hơi tăng thôi, nó rất là nhạy rồi. Đấy, cắt hú rất là tốt, anh em chỉ cần hơi giảm đúng là giảm hú rồi. Đấy, nghe tiếng. Đó. Và không sử dụng qua lọc thì sẽ ấn vào đây. Đây là không sử dụng qua lọc nhé. Đây là không sử dụng qua lọc thì nó sẽ như này. Sử dụng qua lọc thì ấn vào này. Nhả ra này. Đấy, anh em nghe rất là khác. Ở đây thì em sử dụng với loa KT12 anh em nhé. Với cặp này đang là bát neo check neo. Anh em lưu ý là bát neo check neo giá hiện tại đang là 10 triệu bao ship luôn cho anh em. Bát neo check neo. Và cái lớp sơn của nó rất là đẹp anh em nhé. Rất là đẹp luôn. Anh em có thể thấy cực kỳ đẹp luôn. 10 triệu cặp này nghe tiếng đẩy tanh tách luôn. Bát thì rất sâu. Đó. Anh em tăng bát thì anh em tăng giải này.
Còn tăng chép thì anh em có thể tăng rẻ này, chỉ cần tăng một chút thôi, không phải tăng nhiều đâu anh em nhá. Một chút nào có sự khác biệt luôn nhé. Đó, anh em có thể nghe và không dùng qua lọc. Đang không dùng qua lọc thì nghe nó khác đúng không? Khi chúng ta ấn vào dùng qua lọc thì nghe nó nảy cực kỳ luôn, bắt mạnh hơn. Cần hơi chỉnh thôi anh em nhé, nó nghe đã khác, là chỉ hơi tăng chép một chút này. Đấy, hơi tăng chép một chút, hơi tăng bass một chút thôi. Đấy, mà nghe đã khác biệt như vậy rồi. Đấy, không dùng hay có dùng anh em nhận ra ngay. Đấy, nghe khác chưa? Nghe bass lực hơn, chép mạnh hơn. Đấy, có lòng. Đấy, và nếu mà anh em muốn giảm bass, giảm chép thì anh em cứ giảm này xuống thôi. Đây là giảm chép xuống nhá. À, tăng đi. Không khó đâu. Không khó đâu. Tăng. À. À, ok. À. Ok chưa anh em? Đấy, bass chép tăng rất mạnh. Không dùng này. Đấy, không dùng nghe khác ngay anh em nhá. Đây là không dùng, hết dùng này. À, nghe khác chưa? Không. Ok chưa? Không này. À, anh em có thể thấy là nó hiệu quả kinh ngạc luôn đúng không ạ? Hiệu quả kinh ngạc luôn anh em nhé. Với con này chỉ 1.3 triệu thôi, như em nói rồi. Ghép trước như này thì anh em có thể căn chỉnh phần nhạc rất tốt. Còn ghép sau vang thì anh em có thể là cắt hú. Con này rất là nhạy anh em đấy, anh em chỉ việc hơi nhích một chút các cần này thôi mà nó đã tăng bass, tăng chép rất là mạnh rồi. Đấy, giá 1.3 triệu thôi anh em nhé. Thì anh em nào nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Đấy, bên em sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em. Giá 1.3 triệu tặng đầy đủ dây jack, bao ship luôn cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Cảm ơn bác khách đã tin tưởng mua hàng bên em anh em nhé. Hàng loại 1 nên nó chất lượng rất là cao anh em nhé. Rất là cao luôn. Đấy, rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác clip lần sau ạ.